Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin tức Tinh túy. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xuất hiện một anh chàng chăn bò khiến cho các sao của Hollywood phải bấn loạn. Anh chàng này có tên là Zoe Tiết. Vâng, và lý do gì khiến anh ta trở nên nổi tiếng như vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hơn quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất, được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Zoe Tiết, anh chàng chăn bò nổi tiếng nhất Việt Nam quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn đó là chân dung một chàng trai chăn bò, người Việt Nam bất ngờ nổi tiếng trên thế giới. Thưa quý vị, cái tên Zoe Tiết đang nhận về một sự quan tâm không hề nhỏ từ phía người hâm mộ trong và ngoài nước bởi đoạn video triệu view được những ngôi sao tầm cỡ của Hollywood chú ý. Thưa quý vị, trên mạng xã hội hiện nay có không ít nhân vật nhờ vào sự độc và lạ của bản thân để trở thành mối quan tâm được chú ý không ngớt từ dư luận. Chàng trai chăn bò có nickname Zoe Tiết chính là một trong số đó. Vâng, như những gì quý vị và các bạn nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ của mình, Zoe Tiết không hề có ngoại hình bắt mắt, nhưng ngược lại Zoe Tiết lại khiến nhiều người kinh ngạc bởi chỉ nghêu ngao ca hát vài câu đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, thậm chí còn được nhiều ngôi sao cỡ bự, ví dụ như Snoop Dogg hay là Chris Bow quảng bá ầm ầm. Chỉ sau một đêm khi đoạn video hát tiếng Anh của chàng trai chăn bò người Bình Định có nickname là Zoe Tiết được trang Wussy Hip Hop đăng tải vào nhiều ngôi sao Hollywood quan tâm, ví dụ như Snoop Dogg, Mary Chris hay là Chris Bow đã trở thành hiện tượng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội Việt. Thưa quý vị và các bạn, được biết Zoe Tiết sinh năm 1988, tên thật là Zoe Tiết ở Vân Canh, Bình Định. Trong một gia đình có hoàn cảnh khá là éo le, khi mà mẹ của anh qua đời năm anh mới lên 6 tuổi, còn bố của anh thì lại là một kẻ nghiện rượu nên đã bắt hai con của mình phải đi ăn xin. Sau đó Zoe Tiết được bác trai nhận nuôi, còn em gái của anh thì được bác gái, anh gọi là mẹ nuôi, chăm sóc. Đến năm 2000, bác của Zoe Tiết làm giấy tờ đưa anh xuống trại mồ côi, nhưng đến năm 2006, do bị bệnh viêm phổi mãn tính cấp, sức khỏe suy yếu nên YouTuber này buộc phải nghỉ học và về lại địa phương sống với bác của mình. Từ năm 2010 cho đến nay, anh về sống với mẹ nuôi. Theo các hình ảnh và chia sẻ trong các đoạn video trên kênh YouTube, có hơn 300.000 người đăng ký. Do sức khỏe yếu nên hàng ngày Zoe Tiết đi chăn bò và học cách làm video. Nhiều người nhận xét các sản phẩm của Zoe Tiết chủ yếu là xoay quanh các món ăn dân dã nhưng lại nhận được nhiều sự chú ý và rất nhiều lượt xem vì sự chân chất và mộc mạc của anh chàng này. Bên cạnh đó, tài khoản Instagram của Zoe Tiết hiện tại cũng có tới hơn 100.000 người theo dõi, một con số mà thậm chí nhiều ngôi sao ở Việt Nam phải ao ước. Vâng, sức ảnh hưởng của chàng trai chăn bò Việt Nam lan tỏa dư luận quốc tế đã khiến đông đảo dư luận trong nước không khỏi bất ngờ. Đa số thì cư dân mạng đều ngưỡng mộ trước tài năng của Zoe Tiết, thậm chí có nhiều người còn khen ngợi sự đẳng cấp của anh chàng khi chẳng phải là nghệ sĩ nhưng vẫn có đến hàng triệu lượt theo dõi và thu hút sự quan tâm không ngớt đến thế. Cụ thể trên Instagram, sau khi trang Wusta Hip Hop đăng tải đoạn video tập đếm hài hước của Zoe Tiết, nam rapper Snoop Dogg đã ngay lập tức chia sẻ lại đoạn clip này và tag tên Zoe Tiết dưới bài đăng của mình. Và không lâu sau, Snoop Dogg tiếp tục đăng tải video ca hát của Zoe Tiết trên tài khoản mạng xã hội với hơn 42 triệu lượt theo dõi. Đoạn video được nam rapper chia sẻ nhận về hơn 1 triệu lượt xem và vô số bình luận từ cư dân mạng. Đa số những hình ảnh bình luận thể hiện sự bất ngờ, thích thú trước sự chân thực, mộc mạc của Zoe Tiết. Ví dụ như, anh ấy thật là ngầu, Michael Jackson thứ hai đây rồi, Justin Bieber thứ hai đây rồi, anh ấy đã nổi tiếng bằng cách tập đếm, vâng, anh chàng này cần một lời mời thu âm, vân vân. Rất là nhiều những bình luận hài hước của cư dân mạng quốc tế. Vâng ạ, và không chỉ có Snoop Dogg, nam ca sĩ Chris Brown cũng thích thú chia sẻ lại đoạn clip và viết: bạn đã xem đoạn video điên rồ này bao nhiêu lần rồi?
Không chỉ được nhiều tài khoản nổi tiếng chia sẻ video, những đoạn clip tập đếm hài hước của số ít tiết cũng được cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới phổ nhạc, cắt ghép hài hước. Vâng ạ, và sự nổi tiếng bất ngờ của số ít tiết khiến nhiều khán giả Việt Nam thích thú và nhiệt tình ủng hộ. Thế là cùng đẳng cấp với Sơn Tùng rồi đấy. Ông này làm video vui, lanh manh và có rất nhiều tài lẻ. Có coi rất nhiều video của ông này, vui và yêu đời đấy. Cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, hãy tìm đến chú Tiết, nơi mà nguồn sống đang căng tràn. Làm video văn minh, vui vẻ, sạch sẽ và có ý nghĩa là sớm muộn cũng sẽ được thành quả chín. Thấy anh làm video lâu rồi, cuối cùng cũng tới thời của anh. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ của mình, anh chàng này khá là mảnh khảnh, chứ không nói là rất là nhỏ con, còm nhom ốm yếu phải không ạ? Anh sinh năm 1988, nhưng có lẽ anh nhìn già hơn so với tuổi. Bởi lẽ cuộc sống khá là bấp bênh và vất vả. Mẹ thì mất sớm, bố lại nghiện rượu như vậy, nên cuộc sống của anh và em gái của mình rất vất vả, bon chen từng ngày, nên đã tạo nên con người của anh già nua và ốm yếu như vậy. Mặc dù như thế, mặc dù cuộc đời éo le như thế, nhưng quý vị và các bạn có thể thấy rằng nụ cười luôn tươi rói trên môi của số ít tiết. Có lẽ chính sự lạc quan và yêu đời đã mang lại sự thành công cho anh. Giờ đây nổi tiếng rồi, trên tài khoản YouTube của mình cũng khá là nhiều lượt theo dõi. Chúng ta hy vọng rằng anh sẽ có được nhiều nguồn thu nhập hơn từ sau khi nổi tiếng, để giúp cho cuộc sống của mình được cải thiện hơn phải không ạ? Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua video này, quý vị và các bạn hãy ủng hộ anh hơn nữa bằng cách like, chia sẻ các video của anh, ấn đăng ký kênh giúp anh. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi tiếp một số hình ảnh rất là đáng yêu của số ít tiết anh chàng chăn bò nổi tiếng nhất Việt Nam quý vị nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.